Quý vị đang nghe âm thanh của bộ ba thiết bị cặp loa Baunier, chiếc ly Sansui và chiếc đầu CD The Nong. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn nhạc, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm của ngày hôm nay. Cho phố vắng mênh mông khơi lòng bao nỗi nhớ, trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố buồn chạy lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt nê trên cùng đưa đón trời mưa, nghe ra vô tin thu anh vào kỷ niệm thao tự chọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn ngõ hồ được phối ghép rất ăn ý. Ngày hôm nay, ngày 8 tháng 12 năm 2020, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tiếp tục đó là chương trình khuyến mại ưu đãi đặc biệt tặng ngay 5m dây loa Pro N của Ý trị giá 650.000 cho các đơn hàng có giá trị giao dịch từ 6 triệu đồng trở lên. Mẫu dây loa Pro N của Ý, hàng Made in Italy. Trên đây hãng để loudspeaker cáp. Dây này có kích thước 2x1.50mm. Dây loa kết nối từ âm ly ra loa. Anh em có thể sử dụng cho các dàn âm thanh gia đình, các dàn âm thanh chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp đều rất tuyệt vời. Tiếng rõ nét đều ba giải. Dây loa Pro N của Ý có mức giá 130.000 trên 1m. Anh em mua 5m trở lên thì Dũng bao phí ship về tận nhà. Và trong tháng 12 này, Tiến Dũng có một chương trình ưu đãi đặc biệt, đó là sẽ tặng cho các đơn hàng có giá trị giao dịch từ 6 triệu trở lên 5m dây loa Pro N của Ý. Và các sản phẩm của ngày hôm nay đó là chiếc âm ly Sansui model AU888. Anh em thường đọc là Sansui AU3 số 8, với thiết kế mặt phay nhôm màu đen, máy có câu hình rất lớn vào gỗ, các nút chỉnh bass, mid, chép. Máy có thể chơi được 3 cầu loa A, B và C. Dòng này sử dụng 4 sò sắt cho tiếng đầm rất mạnh mẽ. Đây là tổng thể phía mặt sau. Sansui AU3 số 8 sử dụng điện 100V, công suất nguồn 350W. Hàng được sản xuất tại Nhật, Made in Japan. Chiếc này có cấu tạo ngõ rề out và man in, anh em có thể sử dụng nếu muốn.
Chiếc ly này anh em có thể phối ghép vào các dòng loa của Beoner, các dòng loa của Sansui cổ, dòng loa của Adeven, dòng loa bầu đều chơi rất tốt. Mẫu âm ly Sansui model AU3 số 8, mức giá 11 triệu, sử dụng bao zin, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng, máy tuyệt đẹp. Và âm thanh mà quý vị vừa nghe đó là của mẫu loa Beoner model CS903. Đây là mẫu loa có cấu hình rất lớn của thương hiệu Beoner đến từ Nhật. Loa sử dụng một bát 40 cm, một loa mid 16 cm, một loa chép kèn, và phía trên này đó là hai loa super chép. Trên đây chúng ta thấy có các đèn nháy, nháy theo điệu nhạc. Và phía đây chúng ta thấy có các nút chỉnh tăng giảm tiếng mid, tiếng chép. Loa được trang trí bên ngoài bằng thùng Simili màu vân gỗ. Đây là tổng thể phía mặt sau của mẫu loa này. Beoner model CS903, công suất 300W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Loa được sản xuất tại Mê Anh Gia Băng. Đặc biệt với mẫu loa này có độ nhạy lên đến 97 dB, rất nhạy. Loa có kích thước chiều ngang 45 cm, chiều sâu 26 cm, và chiều cao của loa là 71 cm, trọng lượng 21 kg trên một thùng. Đây là thùng loa bên đây. Cặp loa nổi tiếng của thương hiệu Beoner, sản xuất cho thị trường Mỹ vào khoảng những năm 1975-1978. Các góc cạnh còn rất đẹp. Với mẫu loa này, anh em có thể sử dụng để chơi đa thể loại dòng nhạc: tiết tấu chậm, tiết tấu vừa và tiết tấu nhanh, tiếng rất tốt. Đây là phần e căng của mẫu loa này. Beoner model CS903. Anh em cũng có thể phối ghép để chơi karaoke tương đối thoải mái trong các không gian tầm dưới 40m2, tiếng rõ nét, trung âm lồng lộng rất hay. Cặp loa Beoner model CS903, mức giá 20, anh em sẽ nhận ngay phần quà tặng 5m dây loa Pro N của Ý theo chương trình tháng 12. Tất cả bao zin, bao đúng hàng Nhật xịn, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng đến quý vị. Và ở đây Tiến Dũng vừa về hai cặp loa bầu model 301 series 4, hàng của Mexico. Hai cặp loa này vừa về ngày hôm nay. Đây là mẫu loa có phân khúc giá bình dân của thương hiệu Bông, tuy nhiên cho tiếng rất tuyệt vời. Sử dụng một loa bass loại 20 cm và hai loa chép ở hai bên. Chúng ta sẽ cùng ngắm nghía một vòng với hai cặp loa tuyệt đẹp vừa về từ Mỹ này. Đây là tổng thể phía mặt sau. Tất cả zin nguyên bản, đẹp xuất sắc, series trùng số đúng cặp. Gân loa bát còn zin theo loa, còn rất dẻo, dài, sử dụng tốt. Mẫu loa bầu 301 series 4, hàng của Mexico, mức giá 8.600.000, cộng theo phần quà tặng 5m dây loa của Ý, trị giá 650.000. Anh em hãy liên hệ cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh để sở hữu những món đồ mà mình quan tâm với chất lượng đảm bảo và quà tặng hấp dẫn tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tiếp tục xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là chiếc đầu CD model S10. Đây là mẫu đầu CD đọc đĩa CD và có thể giải mã DAC 20 bit, thiết kế mặt phay nhôm màu vàng. Anh em có thể nghe đĩa CD và có thể kết hợp với ngõ cổng quang optical từ TV Ethernet, sử dụng để nghe nhạc, hát karaoke online, tiếng rất tốt. Chiếc này tình trạng zin nguyên bản, còn remote zin, mức giá 12 triệu. Tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai chiếc âm ly của thương hiệu Denon. Đó là chiếc âm ly Denon S10 trơn. Chiếc này cùng combo với chiếc đầu CD kia. CD Denon S10 thiết kế mặt phay nhôm màu vàng sang trọng. Chiếc này sử dụng 8 sò MOSFET,
công suất nguồn 160W, máy có chức năng chơi BY. Châm ly Đờ Nông model S10 có mức giá thông thường 13 triệu. Và với chiếc này tình trạng zin đẹp, tuy nhiên có một vết chày rất nhỏ ở đây. Anh em nhìn tinh mắt sẽ thấy. Do vận chuyển. Với một lỗi rất nhỏ này thì Dũng giảm 1 triệu, mức giá chỉ còn lại 12 triệu. Tất cả zin đẹp tuyệt. Phía dưới là chiếc Amly của thương hiệu Đờn Nông model 1500 SE. Đây là mẫu Amly rất nổi tiếng của thương hiệu Đờn Nông, dòng cao cấp. Chiếc này sử dụng 4 xò MOSFET, công suất nguồn 295W. Với thiết kế mặt phanh nhôm màu bạc, sang trọng lịch lãm. Chiếc này có mức giá 12 triệu 500. Nếu anh không lấy remote, còn nếu lấy remote, nếu lấy thêm điều khiển từ xa thì thêm 500 nữa là 13 triệu. Tất cả zin đẹp xuất sắc. Chúng ta sẽ cùng ngắm nghía một vòng với hai chiếc Amly tuyệt đẹp hàng bãi này. Cái giắc kết nối còn vàng óng, sáng choang. Đàn ông 1500 SE, công suất nguồn 295W, điện 100V. Tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc loa súc của thương hiệu Yamaha. Đó là chiếc Yamaha SVK700. NSSVK700. Đây là mẫu loa rất hiếm của thương hiệu Yamaha, đến từ Nhật, hàng bãi nội địa Nhật, điện 100V. Chiếc này sản xuất tại Indo. Đây là tổng thể của phần thùng loa, lỗ thông hơi nằm bên đây. Loa sử dụng một bát úp đất loại 25cm. Và đây là tổng thể phía mặt sau. Chiếc này có công suất nguồn 95W, điện 100V, và công suất ngõ ra loa là 250W. Các giắc kết nối dạng RCE và giắc kết nối dạng bắp chuối. Máy có nút đảo pha và nút auto off. Chiếc này rất đặc biệt của thương hiệu Yamaha. Thiết kế vỏ bên ngoài bằng thùng gỗ lạ. Tất cả zin tuyệt đẹp. Hình kim tự tháp rất đẹp. Anh em thấy chiếc này thiết kế với hình kim tự tháp. Đây là dòng loa súp sản xuất với số lượng rất có giới hạn của thương hiệu Yamaha. Đây là các vết keo bẩn ta lau dọn ra. Yamaha SVK700 phục vụ cho các không gian tầm trên dưới 40m2. Anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Chiếc này tình trạng zin đẹp, điện 100V, có mức giá 11. Và phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cặp loa của thương hiệu Bose cũng vừa về ngày hôm nay. Cặp loa đầu tiên đó là cặp màu trắng model 101. Đây là e căng của loa. Loa 101 sử dụng một loa bass toàn giải loại 11cm. Vỏ màu trắng, lỗ thông hơi ở phía trước. Vỏ thùng được cấu tạo bằng nhựa. Đây là dòng loa lời cao cấp của thương hiệu Bose đến từ Mỹ. Đây là tổng thể phía mặt sau. Cặp loa tuyệt đẹp vừa về từ Mỹ. Model 101 MMW, trở kháng 6 ohm, công suất 150W. Hàng được sản xuất tại USA. Đây là mẫu loa full range, tức là loa toàn giải cao cấp của thương hiệu Bose đến từ Mỹ. Anh em có thể sử dụng làm loa lời, hỗ trợ đắc lực cho các dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke thiếu tiếng trung âm. Tiếng rõ nét rất hay, đặc trưng dòng loa Bose. Cặp loa này có mức giá 3.600.000, công suất 150W và tuyệt đẹp. Và phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu loa Akray cao cấp của thương hiệu Bose. Đó là mẫu loa Bose 502. Mẫu 502 này sử dụng 5 cái loa toàn giải trên một thùng. 5 cái loa anh em nhìn tương tự như cái loa này. 5 cái loa toàn giải trong một thùng. Trở kháng 8 ohm và công suất 150W trên một thùng. Chúng ta sẽ ngắm qua ở thông số ở phía mặt sau.
và có hình dạng cong, nhìn rất đẹp. Bow 502A controller upright, tức là dòng loa upright cao cấp. Dòng này có trở kháng 8 ohm và công suất 150W trên một thùng. Đây là các trạm kết nối và đây là cầu chì bảo vệ loa. Đây là hai lỗ thông hơi của mẫu loa này. Đây là mẫu loa upright cao cấp của thương hiệu Bow. Dòng loa này cho tiếng full rõ nét, tiếng bass rất ít, gần như không có tiếng bass. Anh em cần thêm một loa súp để có thể hoàn chỉnh mẫu loa với cặp loa này. Súp 502 hiện nay Tiến Dũng đang có phân phối với mức giá 17.500. Bow 502 loa súp và đây là Bow 502 loa full. Anh em cũng có thể sử dụng mẫu loa này để làm loa lời. Tuy nhiên cái chi phí của nó thì không hề rẻ, 16 triệu cặp loa này. Bow 502 mức giá 16 triệu. Và ở đây Tiến Dũng đang có cả loa súp Bow 502 mức giá 17.500. Quý vị quan tâm sản phẩm hãy gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Cửa hàng Tiến Dũng nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Quý vị hãy liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu những sản phẩm chất lượng được tuyển chọn và kiểm định rất kỹ lưỡng bởi Tiến Dũng Audio. Và nhận ngay phần quà tặng hấp dẫn tại Tiến Dũng Audio tháng 12 này. Cuối cùng xin kết thúc clip ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào, xin cảm ơn.